Chào các bạn, bây giờ mình tiếp theo cái phần mình sẽ làm texture cho nó ở trên Photoshop. Đầu tiên mấy bạn sẽ vô cái tool, mấy bạn chọn cái render CV template, mấy bạn đánh cho nó là 2.500. Cho mình chọn cái chế độ này là bởi vì nó sẽ có cho cái chất lượng hình ảnh pixel nó sẽ cao hơn. Mấy bạn có thể chọn 2.000 hoặc 1.000 hoặc 500 gì đó tùy mấy bạn. Mình sẽ chọn 2.500 và tất cả những cái thông số này mình để mặc định. Mình nhấn render. Ở đây thì mấy bạn sẽ thấy cái hiển thị của nó rất là kỳ. Bởi tại sao? Do cái kích thước của mình render nó khá lớn, cho nên mấy bạn zoom con chuột vô thì mấy bạn sẽ thấy. Đây, các bạn để ý cái trên này tỷ lệ 1:1. Còn bình thường khi render nó là tỷ lệ 1:4, có nghĩa là nó bị zoom lại rồi. Thì đây, các bạn có thể thấy đó, cho nên mấy bạn không quan tâm khi nó hiển thị như thế này. Các bạn sẽ chọn save. Mình sẽ save nó trong cái mình sẽ save ra ngoài desktop cho mấy bạn xem nhé. Mình đặt là UV Salon Bud. Rồi mình sẽ chọn file Taga. Mình chọn save. Ok. Đó, hiện tại mình đã có cái UV rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ qua Photoshop. Mình sẽ mở nó lên. Đây. Đó, hiện tại mình đã có cái miếng UV này. Thì đầu tiên các bạn sẽ làm đó là mình sẽ lấy cái dấu của nó, mình vào cái channel, mình nhấn Ctrl và mình click vào cái ô đen của nó thì nó đã lấy dấu rồi. Mấy bạn cũng giống như hiển thị như nãy, mấy bạn thấy nó hiển thị sợ không đúng, nhưng thực ra các bạn zoom lên thì các bạn thấy nó đã hiển thị rồi. Thì mấy bạn qua layer, mấy bạn tạo một layer mới và mình fill cho nó một cái màu, ví dụ mình fill cho nó một cái màu đỏ. Các bạn nhấn Alt+S và phím Backspace. Đó, thì nó đã fill. Nhấn Ctrl D để bỏ chọn. Đây. Đó, mình đã có cái này rồi. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ mở cái mẫu Salon Pass của mình ra. Thì cái mẫu này mình đã cắt sẵn cho mấy bạn rồi. Ha. Thì bây giờ các bạn sẽ biết, khi nãy mình đã biết cái phần này là cái phần các bạn sẽ biết những cái phần này là như thế nãy mình đã UV rồi, mình biết cái mặt trước mặt sau như thế nào. Thì đây mình sẽ phân tích cho mấy bạn ra đây. Đây là cái nắp trên cùng khi nãy mình làm. Cái mặt trước, cái mặt sau hợp, cái mặt đáy và cái mặt trước hợp. Thì cái mặt trước hợp tại sao nó lớn? Bởi vì nó bao gồm cả hai cái phần hai bên nữa. Đó. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ lấy vào. Giả dụ như cái mặt trên cùng mình sẽ lấy vào. Lấy qua bên đây. Đó. Mình để nó vào đây. Mình cứ để tạm vào đó. Rồi cái mặt phía sau lưng. Rồi mình cũng để đây. Mặt đáy, mặt dưới cùng. Đây. Bạn rô lại. Tiếp theo là cái mặt trước, cái mặt trước cái mặt lớn nhất của mình. Đó, xong rồi mình sẽ tắt bỏ cái này đi, mình không cần thiết nữa. Rồi. Ở đây mình sẽ đây. Đó, rồi bây giờ mấy bạn có những cái này rồi, mấy bạn sẽ rô cái phần này lên trên cùng. Cái này là để mấy bạn thấy được cái phần lưới nó như thế nào. Mình sẽ phóng lớn cho mấy bạn xem. Đó, bây giờ mình bắt đầu xử lý từng cái phần đó. Thì đầu tiên mình sẽ xử lý cái phần chữ Salon Pass này. Đúng không?
Thì ở đây thì nó không có đúng. Cho nên bây giờ mình sẽ phải làm lại một chút. Có nghĩa là cái phần phần này mình đẩy nó lên một chút để cho nó sát cạnh này. Rồi. Rồi cái phần này. Các bạn có thể dùng phím mũi tên để mình làm cho nó chính xác, mình di chuyển qua cho nó chính xác. Đây. Đây các bạn thấy, chú ý mấy cái đường này nè. Là cái đường bên hông, cho nên mình cố gắng mình làm chính xác lên. Để khi qua bên 3D á, thì nó lại nó không có bị hở hoặc nó bị cắn vào. Đây, rồi. Rồi coi như là mình đã làm xong cái phần. Đây. Cái phần của mình nó phải kéo dài tới đây là. Đó. Rồi tiếp mình sẽ làm cái phần mặt đáy này. Mặt đáy dưới cùng là cái này. Mình sẽ kéo nó xuống đây. Đây. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy nè. Cái phần màu đỏ nó chỉ tới đây thôi. Phần màu đỏ nó chỉ tới đây thôi. Thì mình sẽ cho nó biên độ, cái biên của nó tới đây thôi. Còn cái phần này là đúng thực tế thì cái phần này nó sẽ bị dán mất. Nên mình không có ấy nữa. Đây mình kéo nó ra tới cái mép này. Rồi. Giờ mấy bạn sẽ làm cho cái phần phía sau lưng. Mặt lưng. Mặt lưng mình cũng kéo tới đây. Đó. Rồi cái phần bên hông thì mình cũng kéo qua một chút. Đó. Rồi. Cái phần này mình đẩy xuống một chút. Rồi. Còn hai bên cái biên này của mình nó sẽ được dán lại, cho nên á mấy bạn đừng quan tâm hai bên đó. Bây giờ mình làm tiếp cái phần này. Phần mặt lưng này. Thì cái mặt cái phần phần mặt trên này á thì mình cũng làm như vậy thôi. Mình đừng quan tâm hai cái biên hai bên quá. Rồi bây giờ còn cái phần nắp này của mình nó đang thiếu màu. Thì bây giờ mấy bạn sẽ chọn cái đoạn này. Mấy bạn kéo cái phần màu nó ra. Ctrl T mấy bạn kéo phần màu nó ra. Đó, để cho nó phủ hết cái miếng này. Rồi đây nó hơi bị dính một chút xíu thì mình xóa bỏ này đi. Rồi. Rồi mấy bạn đã có cái UV rồi. Thì bây giờ mình sẽ save nó lại thành một cái file JPEG. Rồi mình save nó lại. Mình qua lại bên 3D. Rồi. Ở đây thì bây giờ mình sẽ cho nó một cái. Mấy bạn có thể chọn là cái map này cũng cũng được. Đó. Mình chọn là cái UV. Đó. Rồi. Đây. Mấy bạn thấy nó rất là lung tung. Bởi tại sao mình đang đánh cái tile này nó là một, tile link này mình sẽ đánh là một. Chứ đừng có là chứ không phải là năm. Đó. Thì mấy bạn thấy nó đã fix toàn bộ theo đúng cái ấy rồi. Thì bây giờ cái vấn đề của nó là sao? Ở đây là cái nắp lưng của mình nó đang bị ngược, cho nên bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút. Đây cái nắp lưng. Đây.
Đó, của mình là tương đối đúng rồi, mình sao lại một lần nữa. Các bạn qua lại Photoshop thì AI tự động nó sẽ cập nhật cho mấy bạn. Đó. Thì tới đây là các bạn tương đối xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ transfer cho nó mấy cái cạnh này. Mình sẽ áp cho nó một cái edit poly. Và mình tích vào cái nút này để cái UV nó không có bị chạy. Từ ký UV mình đã UV rồi. Mình sẽ chọn lại những cái cạnh xung quanh mình cần transfer. Transfer là gì? Và transfer là mấy bạn sẽ bo cái cạnh nó lại cho nó đẹp, nó tròn, nó không còn sắc cạnh nữa. Đây. Đó, đủ rồi. Mấy bạn sẽ transfer nó. Nó vô setting. Các bạn nhấn cho nó thêm một cái segment ở giữa nữa. Và các bạn nhấn OK. Thì đó, hiện tại là nó đã có border rồi. Đó. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ áp cho nó một cái lệnh, nó kêu là Turbo Smooth. Thì ở đây mấy bạn nó sẽ thấy nó bị chảy rất là nhiều. Thấy không? Cái texture của mình nó hơi bị chảy. Thì ở đây mấy bạn sẽ click vào cái Smooth Group và cái Material đây, thì nó sẽ không bị nữa và nó sẽ đẹp, cái hộp của mình nó sẽ đẹp. Đó. Rồi đây. Đó. Trong đây các bạn sẽ cái mặt của này của nó sẽ bị không thấy, cho nên các bạn chọn ra cái này, bạn chọn Smooth High Size. Nên khi mà render lên thì nó sẽ thấy được cái mặt này. Ha. Rồi ở đây bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái đèn để mình render ra, mình qua Photoshop. Đây. Mình sẽ đưa nó lên thành cái đèn chính. Copy qua cho nó thành một cái đèn phụ phía sau. Đây. Đèn chính mình tăng nó lên là 1. Đèn phụ nó là 0.5 và đèn back. Cái đèn back của nó nữa. Đó, nó cũng là đèn phụ. Các bạn test thử render rồi nó tương đối, các bạn có thể tăng này lên bằng 7 đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái khổ là HD 1920x1080, bắt đầu mà các bạn render. Rồi khi render xong rồi mấy bạn sẽ save nó thành ra ngoài Salon Bud Render F. Các bạn cũng chọn cái file target và có alpha. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ qua bên Photoshop. Bây giờ mấy bạn sẽ qua Photoshop để mấy bạn làm tiếp cái phần còn lại. Đây. Mấy bạn mở cái Salon Bud đi. Salon Bud Render File. Rồi mấy bạn sẽ tạo cho lấy cái layer của alpha của nó. Rồi. Mấy bạn sẽ bỏ cái này, Control Shift Y để đảo vùng chọn mà các bạn bỏ nó. Không cần thiết. Rồi mấy bạn sẽ tạo một cái layer mới và mình sẽ fill cho nó một cái màu radius. Cái màu này thì các bạn có thể chọn hai cái tông màu, một cái tông màu này của cái hộp và một cái tông màu này cho cái phần dưới này, phần màu xanh này, thì để cho nó cùng tông với lại cái hộp này thì mình bắt buộc mình phải chọn hai cái này cho nó phù hợp. Rồi mấy bạn chọn qua cái radius tròn này và bắt đầu giờ mình kéo nó, mình click vô giữa và mình kéo ra. Thì hiện tại mình đã có cái hộp rồi, giống như cái mẫu rồi. Bây giờ các bạn có thể chỉnh thêm cho cái hộp này, ví dụ sáng hơn hay gì đó. Đó. Thì cái đó tùy mấy bạn. Thì tới đây mình đã hoàn thành cái bài này rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.